Mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của shop bán hàng online chuyên nghiệp nhé. Tiếp tục hôm nay em xin gửi đến các bác gọi là 5 dòng loa. 5 dòng loa là loa điều khiển từ xa. Loa phục vụ cho các gọi là đi đánh chim nhé. Thì bắt đầu là mùa đánh chim rồi. Bắt đầu mùa rồi thì em luôn luôn cập nhật những cái video mới nhất, những sản phẩm mới nhất để phục vụ cho các bác nhé. Những cái mẫu loa đánh hiệu quả nhất và âm thanh êm gọn nhất. Điển hình như hôm nay xin gửi đến các bác gọi 5 mẫu đây. Thì loa này sẽ có là 5 mức giá khác nhau nhá các bác nhá, 5 mức giá khác nhau để phục vụ cho các bác đi đánh chim. Đấy, bác nào muốn đấy thì chơi dòng cao cấp, hoặc bác nào mà ít kinh phí hãy dùng loa trung bình. Loa trung bình là loa vẫn đánh được nhá. Nó chỉ khác nhau về cái độ dung lượng của pin thôi. Các bác chơi loa cao cấp điện thì pin nó sẽ được lâu, mà loa ấy kia thì pin nó sẽ được thấp đi. Để hình như hai cái loa này, loa VKS này 898 và 998 này, thì giá của nó là 450.000. 450.000 thì các bác sẽ đánh được từ 6 tiếng nhé, 6 tiếng trở xuống. Đấy, 6 tiếng trở xuống. Còn các bác nào mà chơi loại loa cao cấp hơn một chút thì gọi là cái E900 này. E900 này là đánh được rồi 8 tiếng, 8 tiếng cho các bác. Còn cái nào mà bác là muốn chơi chơi gọi là tiếng lâu hơn nữa, đánh thoải mái hơn, thì các bác hãy chơi cái loại là loa Q92 này. Loa Q92 thì em sẽ bao cho các bác là từ là 11 tiếng, 11 cho 12 tiếng. Còn muốn chơi hàng cao cấp hơn nữa thì các bác hãy chơi gọi là cái loa AT100 kìa. Cái góc bên kia màu vàng, AT100. Thì cái đấy em bao cho các bác là từ 19 tiếng cho đến 20 tiếng nhé. Pin cực kỳ là trâu luôn. Các bác đi đánh thì thoải mái luôn, đánh cho đến hết chim thôi. Đấy, mới hết hết điện của loa nhé. Giá loa thì nó nhất là rẻ thôi, nó không phải là cao. Đấy, như điển hình như cái loa ấy này. Loa AT100 này nhá, thì giá của nó là 830.000 nha các bác nhé. 830.000 đã bao gồm cả tiền phí ship về tận nhà cho các bác rồi. Chi tiết về cái loa đấy này thì em đã có cái video gửi đến các bác rồi, là nó có những sản phẩm gì, chi tiết nó có gồm đầy đủ phụ kiện gì đi theo thì em có cái video trước rồi. Các bác muốn xem chi tiết rõ ràng hơn thì bác hãy vào cái danh sách phát nhé. Thì các bác bấm một cái bấm vào chỗ tìm kiếm ghi là chữ loa vào đấy thì nó sẽ hiện lên tất cả cái dòng loa để cho các bác tham khảo và chi tiết những phụ kiện nó đi thế đi kèm tương ứng như cái loa Q92 này. Thế các bác hãy vào danh sách phát là sẽ có đầy đủ chi tiết về dòng loa đấy. Thì gọi là cái video này hôm nay em bỏ làm lên để gửi các bác gọi là thông báo là đến tất cả các bác về các dòng loa hiện tại shop em đang cung cấp hiện nay trên thị trường nhé. Đợt này hàng không về được nhiều, nó về có một số lượng thôi. Các bác biết ở bên Trung Quốc ấy, hiện tại giờ nó đang lũ lụt nên là không có hàng, nên hàng nhất là hiếm nhất là ấy luôn. Thì đây gọi là có gọi là một lô trước về để phục vụ cho các bác này, các dòng loa này. Đấy, loa nhất là nhiều loại nhưng mà hiện tại giờ em chỉ về được có 5 loại thôi để phục vụ cho các bác. Mọi vấn đề thắc mắc thì các bác hãy vui lòng liên hệ trực tiếp theo các số điện thoại em ghi trên màn hình nhé. Thì số em sẽ có các anh em trong tổ bán hàng tư vấn nhiệt tình cho các bác đấy nhé. Hoặc là các bác hãy kết bạn Zalo đi, kết bạn Zalo thì gọi video thực tế thì em sẽ gửi những cái đường link của những cái loa mà các bác cần thiết, thì các bác bấm vào đường link đấy để xem những cái video những các mẫu loa nhé. Còn bác nào mà mới truy cập kênh thì hãy giúp số em bấm lên nút chuông đăng ký kênh, bấm lên cái chuông thông báo nút chuông thông báo để nhận được những cái video mới nhất cho xem đăng tải lên phục vụ cho các bác nhé. Mọi vấn đề thắc mắc thì các bác cứ alo trực tiếp đi, mình trao đổi cho dễ dàng. Rồi, em xin chào các bác nhé, hẹn các bác vào video sau. Chúc các bác một mùa săn bẫy thật là thành công, thật là hiệu quả nhé.